Dạ, kính thưa quý thầy cô và các anh chị, hôm nay em xin trình bày chuyên đề huyết khối tĩnh mạch nội sọ. Thì huyết khối tĩnh mạch nội sọ nó cũng gây tổn thương não, nhồi máu não, xuất huyết não, giống như là bệnh lý của động mạch. Tuy nhiên nó cái cơ chế bệnh sinh khác nhau, cho nên nó sẽ đưa đến những đặc điểm lâm sàng cũng như đặc điểm hình ảnh nó khác với nhồi máu động mạch. Phần trình bày của em thì có 6 nội dung: giải phẫu, bệnh học, yếu tố nguy cơ, dấu hiệu lâm sàng, dấu hiệu hình ảnh và các cái sai lầm có thể gặp. Về giải phẫu thì quý thầy cô và các anh chị có thể thấy trên cái sơ đồ này, đây là cái tĩnh mạch, xoang tĩnh mạch dọc trên, xoang thẳng, xoang dọc dưới, các xoang ngang và xoang sigma. Ở dưới đây là hai cái tĩnh mạch cảnh. Và đây là một cái sơ đồ khác. Cái nhóm xoang tĩnh mạch do tạo thành do cái màng cứng thì gồm có xoang dọc trên, xoang dọc dưới, xoang ngang, xoang thẳng và xoang sigma. Các tĩnh mạch vỏ não như là tĩnh mạch Leber, Trolla và các tĩnh mạch sâu cũng như các cái xoang tĩnh mạch. Và đây là một số các sơ đồ có giới chi tiết hơn thì nhờ các anh chị sẽ tham khảo sau. Về yếu tố nguy cơ thì nó có khác nhau giữa các cái độ tuổi. Ví dụ như sơ sinh thì chúng ta thường gặp là những bệnh lý như sốc, mất nước, mẹ có nhiễm trùng hoặc có tiền căn vô sinh. Ở những trẻ lớn thì nguyên nhân thường gặp là nhiễm trùng, rối loạn đông máu, các cái bệnh lý về máu như là thiếu máu hồng cầu liềm, thiếu máu huyết tán mạng, beta thalassemia, tim bẩm sinh và mất nước. Riêng ở người lớn thì phổ biến nhất là bệnh nhân có uống thuốc ngừa thai hoặc là bệnh nhân có thai, bệnh nhân dùng steroid, rối loạn đông máu, ung thư, một số bệnh collagen, béo phì hoặc là giảm áp lực nội sọ. Một số bệnh lý tại chỗ có thể gặp như là chấn thương sọ não, chấn thương bụng và một số bệnh lý như chèn ép trong não như u màng não, u não hoặc là các viêm xoang cũng thường gặp. Thì về cơ chế bệnh sinh thì huyết khối xoang tĩnh mạch nó sẽ làm huyết khối xoang tĩnh mạch sẽ làm tăng cái áp lực tĩnh mạch và làm giảm hấp thu cái dịch não tủy, làm tăng áp lực trong nội sọ và làm tăng áp lực trong mao mạch và tĩnh mạch, cũng như huyết khối trong tĩnh mạch não cũng làm tăng áp lực mao mạch và tĩnh mạch. Từ cái điều này nó sẽ đưa đến giảm cái tưới máu mao mạch, giảm tưới máu não, thiếu máu não và phù độc tế bào, và cái tăng áp lực trong mao mạch và tĩnh mạch này nó cũng làm phá hủy hàng rào máu não, gây phù vận mạch và nó làm vỡ các mao mạch và tĩnh mạch thì gây xuất huyết. Vì chính ba cái yếu tố này nó sẽ gây nên cái tổn thương não thường gặp là xuất huyết và nhồi máu não và gây nên hiện một số cái triệu chứng lâm sàng. Và đây là cái sơ đồ huyết khối trong xoang tĩnh mạch dọc trên gây phù não và sau đó là gây xuất huyết não. Về lâm sàng thì diễn tiến thường chậm chứ nó không có rầm rộ như là bệnh lý bên tổn thương động mạch. Các dấu hiệu lâm sàng thường do hai cơ chế chính liên quan tới áp lực nội sọ và liên quan tới tổn thương não khu trú do thiếu máu, nhồi máu hay là xuất huyết. Thường gặp nhất là đau đầu thì gặp trong 90% trường hợp. Động kinh thì trong cái tổn thương não do huyết khối tĩnh mạch thì có dấu hiệu động kinh, còn tổn thương não do tổn thương động mạch thì thường là không có dấu hiệu động kinh mà chỉ có sau này khi có di chứng thì mới có động kinh. Và giảm thay đổi ý thức, giảm thay đổi thị lực, nôn ói, phù gai thị, liệt các dây thần kinh sọ, một số dấu thần kinh định vị hoặc là thậm chí là bệnh nhân hôn mê. Một số đặc điểm lâm sàng thì nó liên quan đến vị trí huyết khối, như là bệnh nhân đau đầu, tăng áp lực nội sọ, phù gai thì thường gặp do bệnh nhân bị huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên. Cũng như là khi bệnh nhân bị huyết khối xoang hang thì mình nên để ý các dấu hiệu nhiễm trùng ở vùng tay giữa để mình đi tìm. Về tiên lượng thì tử vong 5-30% và tái phát 12%. Vị trí thì thường gặp nhất là xoang dọc trên và xoang ngang. Về hình ảnh thì có hai nhóm hình ảnh trực tiếp là hình ảnh chúng ta thấy được trực tiếp hình ảnh của huyết khối trong các tĩnh mạch và hình ảnh tổn thương như mô não. Về hình ảnh huyết khối thì trên CT không tiêm thuốc có thể phát hiện được khoảng dưới 30%. Đặc điểm của nó là ta thấy đậm độ cao của máu ở trong các xoang tĩnh mạch cũng như là các cái tĩnh mạch. Có một số dấu hiệu thường gặp như là tăng đậm độ trong tĩnh mạch hoặc là dấu dây thần. Hay là sau khi tiêm thuốc thì chúng ta sẽ có cái dấu hiệu kinh điển là dấu hiệu delta trống thì phát hiện được 25-75% trường hợp. Sau đây là một số hình ảnh minh họa. Ở đây chúng ta thấy ở ngay cái đầu mũi tên màu xanh thì thấy hình ảnh tăng đậm độ của cái xoang tĩnh mạch dọc trên, cũng như ở đây là thấy tăng đậm độ ở xoang ngang tĩnh mạch, và đây là tăng đậm độ ở xoang dọc trên. Và chúng ta có thể thấy một số cái hình ảnh rất là kín đáo như là tĩnh mạch vỏ não ở sát cái bản sọ bên đây, và bên đây là cái dấu dây thần cũng như là tăng đậm độ trong cái xoang dọc trên bên đây.
Trên cái hình này chúng ta thấy có những dấu hiệu rất là kín đáo, nếu mà mình không để ý thì có thể bị bỏ sót. Đây là cái hình ảnh tăng đồng độ trong cái tĩnh mạch vỏ não. Và trên đây thì cũng có một số hình ảnh cũng tương tự như vậy, có những cái hình ảnh quý thầy cô và các anh chị có thể thấy mấy mũi tên màu đen chỉ những cái dấu tăng độ rất là kín đáo ở các tĩnh mạch vỏ não. Và đây là cái hình chụp CT sau khi tiêm thuốc thì thấy hình ảnh khuyết thuốc. Sau khi tiêm thuốc thì thấy dấu delta trống, thì đây là do cái màng não nó tăng quang, trong khi cái cục huyết khối thì nó không có bắt thuốc cho nên nó đậm độ nó thấp hơn. Và đây là cái hình ảnh khuyết thuốc sau khi mình tiêm thuốc ở trong cái xoang ngang hai bên. Và đây là hình ảnh cục huyết khối ở trong xoang dọc trên. Trên bệnh nhân này thì mình thấy dấu tăng đậm độ trong cái xoang ngang ở bên phải, và sau khi tiêm thuốc thì cái xoang ngang bên trái nó bắt thuốc, còn xoang ngang bên phải không bắt thuốc. Kỹ thuật MRI thì chúng ta có thể thấy trực tiếp là cái tín hiệu của cục máu đông, thì tùy theo cái giai đoạn của huyết khối mà cái tín hiệu nó có khác nhau. Ngoài ra thì nó khác cái CT thì chúng ta có thể thấy cái dấu hiệu là mất tín hiệu dòng chảy, và sau khi tiêm thuốc thì cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy cái dấu hiệu delta trống. Thì đây là cái bảng để nhắc lại những cái tín hiệu của máu đông theo từng giai đoạn trên cái hình ảnh MRI. Đây là một số hình ảnh minh họa. Thì quý thầy cô và các anh chị có thể thấy hình ảnh huyết khối trong một số cái tĩnh mạch ở vỏ não. Và đây là hình CT, là dấu tăng đậm độ trên tĩnh mạch xoang dọc trên và các cái tĩnh mạch vỏ não. Và đây là trên cái hình xung T1 thì thấy một số cái tĩnh mạch nó tăng đậm độ, xin lỗi, tăng tín hiệu do cái huyết khối giai đoạn bán cấp. Và đây là một số tĩnh mạch vỏ não cũng tăng đậm độ, và hình ảnh phù não xung quanh các cái tĩnh mạch mà bị huyết khối. Ở đây có một cái chấm rất là nhỏ tăng đậm độ trên vỏ não. Và trên hình này thì quý vị có thể thấy cái mũi tên đỏ ở phía bên phải của bệnh nhân thì thấy còn cái hình ảnh đang dấu flow void, tức là dòng chảy trống, trong khi ở xoang hang bên trái thì mình không còn thấy cái hình ảnh flow void nữa, thì nghi ngờ ở đây là có huyết khối. Thì sau khi tiêm thuốc thì thấy cái tái tạo cái hình 3D thì không thấy cái xoang ngang bên trái. Về tổn thương nhu mô não thì nhắc lại bệnh sinh, huyết khối tĩnh mạch sẽ làm tăng áp lực nội sọ và làm gây phù độc tế bào cũng như phù vận mạch. Từ những ba cái điều này nó sẽ gây tổn thương nhu mô não, và thường gặp là do xuất huyết, thường gây nên cái tổn thương nhu mô não là xuất huyết và nhồi máu. Thì đặc điểm của tổn thương não do bệnh lý huyết khối tĩnh mạch nó khác với lại bệnh lý của tổn thương động mạch. Chúng ta thường gặp là hai bên ở những vùng não dưới vỏ hay vỏ não, cạnh đường giữa hoặc ở là vùng cao của não, và không theo vùng phân bố của động mạch và liên quan đến các tĩnh mạch dẫn lưu. Đặc biệt là có cả phù vận mạch và phù độc tế bào như hồi nãy mình đã xem qua cái cơ chế bệnh sinh. Và hình ảnh phù nề, nhồi máu, xuất huyết có thể gặp một hay nhiều vùng khác nhau. Thường thường gặp xuất huyết và tín hiệu hoặc là đậm độ tùy theo cái giai đoạn của huyết khối và tùy theo cái giai đoạn của xuất huyết. Và do có nhồi máu cho nên có hạn chế khuếch tán trên hình ảnh khuếch tán MRI. Thì sau đây là một số hình ảnh minh họa. Trên cái mũi tên đỏ này thì mình thấy cái hình ảnh khuyết thuốc sau khi mình tiêm thuốc ở trên xoang dọc trên, và nó gây xuất huyết và phù não ở thị trán. Cũng như trên hình CT này thì thấy hình ảnh huyết khối trong các cái tĩnh mạch ở vỏ não và phù vận mạch xung quanh các cái vùng mà tĩnh mạch nó bị huyết khối, cũng như là trên hình tái tạo theo chúng ta thấy hình ảnh khuyết thuốc. Trên hình này cũng vậy, đây là hình ảnh tăng đậm độ ở xoang ngang bên trái và phù não xung quanh cái vùng xuất huyết, vùng có huyết khối. Và trên hình này thì ở mũi tên màu đỏ thì thấy huyết khối ở tĩnh mạch vỏ não, tĩnh mạch Leber, và hình ảnh phù não ở xung quanh cái vùng này. Và trên hình này thì mình thấy có một cái vùng xuất huyết ở thùy thái dương ở bên trái, và sau khi tiêm thuốc thì thấy cái hình khuyết thuốc do huyết khối tĩnh mạch ở xoang ngang, xin lỗi, xoang sigma ở bên trái. Và đây là hình ảnh phù não do phù cái kiểu phù vận mạch ở thùy trán hai bên do huyết khối ở xoang dọc trên ở vùng trán. Và đây là hình ảnh tổn thương đồ thị do huyết khối của tĩnh mạch Galen và xoang thẳng. Ở trên hình này cũng vậy,
chúng ta thấy hình ảnh huyết khối và phù não xung quanh cái vùng mà bị huyết khối. Và trên hình này thì thể hiện là vừa thấy nhồi máu não và phù do lọc tế bào và phù vận mạch do huyết khối. Một số sai lầm mình cần phải lưu ý trong khi mình làm. Ở trên CT thì thường gặp là mấy cái hạt màng nhện. Thì hạt màng nhện là những cái nang tròn và có tín hiệu nó tương đương với dịch não tủy, cho nên nó tạo ra những cái hình huyết thuốc. Khi chúng ta tiêm thuốc vô thì sẽ thấy được những hình huyết thuốc. Thì cái này có thể làm với lại huyết khối. Dấu delta giả thì cái này mình thường gặp khi mình chụp CT cho những em bé, do cái tình trạng myelin hóa não nó chưa có đầy đủ và đa hầm cầu sinh lý, cho nên làm tăng động độ của cái tĩnh mạch, xoang tĩnh mạch một cách tương đối, thì mình có thể lầm với lại huyết khối. Một số bệnh nhân cái này mình cũng thường gặp là cái động độ nó hơi cao ở trên cái tĩnh mạch xoang ngang, thì cái này mình thường gặp lắm, thì có thể mình lầm với lại huyết khối. Thì trong trường hợp nếu lâm sàng nghi ngờ thì mình nên cho tiêm thuốc. Thì trong trường hợp bệnh nhân này thì tiêm thuốc vô thì cái xoang ngang bên đây bắt thuốc bình thường, chứng tỏ là bệnh nhân này không có huyết khối tĩnh mạch. Một số bệnh nhân thì có cái chỗ hợp lưu giữa các cái xoang tĩnh mạch nó hơi nhô cao, cho nên có thể mình lầm với lại cái hình delta trống. Và đây là cái sai lầm do mình chụp không có đúng thời điểm. Trên cái hình đầu tiên ở mũi tên đỏ thì thấy dấu tăng động độ ở xoang dọc trên, mình nghi ngờ là huyết khối tĩnh mạch. Sau đó cho tiêm thuốc, nếu mà mình tiêm thuốc hơi sớm một chút thì màng não nó bắt thuốc tăng động độ, đồng động độ với lại cái cục huyết khối này, thành ra là mình có thể bị âm tính giả. Nhưng nếu mình chụp đúng thời điểm vào khoảng 45 giây thì lúc này màng não nó bắt thuốc đầy đủ và cái huyết khối nó không bắt thuốc, thì sẽ lộ ra cái hình ảnh dấu delta. Cái này thì dễ, một số bệnh nhân tụ máu dưới màng cứng mà nó trùng với lại cái vị trí của xoang dọc trên, xin lỗi, xoang ngang, thì có thể bị nhầm. Ngoài ra thì một số bệnh nhân cái dấu tăng động độ nó không có rõ ràng. Ví dụ như bệnh nhân này, mình thấy ở cái xoang dọc trên phía sau này cái dấu tăng động độ nó không rõ, nó gần như là bình thường. Nhưng mà do bệnh nhân này có lâm sàng đau đầu kéo dài 2 tuần lễ, lâm sàng người ta nghi ngờ là có huyết khối xoang tĩnh mạch, cho nên cho chích thuốc, thì lúc này mình thấy cái hình ảnh huyết thuốc ở xoang dọc trên. Cũng như ở bệnh nhân này là một bệnh nhân khác, thì cái dấu tăng động độ trên đây nó không có rõ, nhưng mà khi mình tiêm thuốc vô thì thấy hình ảnh huyết thuốc. Tên em ra thì một số trường hợp trên hình ảnh top 3D không thấy xoang ngang, thì có thể không thấy xoang ngang, có thể do kỹ thuật, có thể do giảm sản hoặc vô sản xoang ngang, cũng có thể là do huyết khối tĩnh mạch. Cho nên để tránh cái sai lầm này thì mình cần phải phối hợp các chữ xung khác nhau và xem trên cái hình gốc cũng như là sau khi tiêm thuốc. Như trên hình này thì trên cái hình tái tạo 3D thì chúng ta phải không thấy được cái xoang ngang bên trái, nhưng mà sau khi tiêm thuốc vô thì thấy thuốc lấp đầy cái xoang ngang bên trái, tức là bệnh nhân này không có huyết khối tĩnh mạch. Và một cái dạng khác mình có thể mình gây nên mình nhầm lẫn là do cái máu đông cấp ở trong xoang tĩnh mạch thì nó có tín hiệu tối trên T2, và do đó mình có thể mình nhầm lẫn với lại đây là flow void. Thì khi tiêm thuốc vô thì thấy cái hình ảnh huyết thuốc, chứng tỏ đây là bệnh nhân có bị huyết khối tĩnh mạch. Hoặc là nếu mình tiêm thuốc mà mình dập muộn quá thì thuốc nó trôi hết, thì lúc đó thì cái flow void này chúng ta lại lầm ngược trở lại, tưởng đây là hình ảnh huyết thuốc, trong khi bệnh nhân này thì không có bị huyết khối tĩnh mạch. Coi lại trên các cái xung khác thì mình thấy là các xung tĩnh mạch nó có đầy đủ bình thường. Tóm lại thì huyết khối tĩnh mạch là một bệnh lý không thường gặp, dễ bỏ sót, cho nên cần phải lưu ý trong cái trường hợp mà chưa có tổn thương nhu mô não, chỉ có dấu hiệu trực tiếp là nhìn thấy huyết khối thôi, thì chúng ta rất là dễ bỏ sót. Cho nên nếu lâm sàng nghi ngờ thì mình cần phải cẩn thận, mình xem kỹ lại để mình tìm, nếu không mình sẽ bỏ sót. Và nếu mà bệnh nhân có những cái đặc điểm của tổn thương nhu mô não gợi ý cho bệnh lý huyết khối tĩnh mạch thì phải đi tìm những dấu hiệu trực tiếp để tìm ra được cái nguyên nhân của cái tổn thương não đó. Và tránh các sai lầm trên hình ảnh CT thì bằng cách là chúng ta phải chụp đúng kỹ thuật, phối hợp nhiều chuỗi xung trước và sau tiêm thuốc. Và phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn quý thầy cô và các anh chị.